Bây giờ anh em tụi tôi chuẩn bị đi lên Tà Xùa. Ba lô đồ ràng rồi các kiểu rồi. Nay có một sự đổi mới là ông anh đã đem được chiếc xe 350 của ông đã lên. Và nó ok rồi. Chiếc này thì chạy đều khỏi bàn. Nhìn đội hình cũng đẹp quá mọi người. Trắng đen, vàng đỏ, nhìn cũng ok hết. Thôi mình lên mình sửa soạn thêm một số món đồ nữa rồi mình đi nha. Giờ anh em mình chuẩn bị di chuyển lên Tà Xùa nha. Tà Xùa Bắc Yên Sơn La 2:58, 132 cây. Ok, let's go. Ok, mấy bạn mà có đến thị trấn Mộc Châu thì đến cái Mộc Châu Thao này nha. Rất là ok, giá phòng thì bình dân. Còn cô chủ thì thân thiện. Thân thiện nha, tới đây thì đến đây nha. Cô cho đủ thứ luôn, hỗ trợ đủ thứ luôn. Rửa xe, giặt đồ, quần áo này kia nọ luôn. Cô có cho đồ ăn nữa. Rồi. Mọi người tới đây thì tới đây nha. Thị trấn Mộc Châu bấm vô Mộc Châu Thao hôm nay nha. Nhìn chiến lắm mà giá cả bình dân hợp lý luôn. Đây là cô chủ nha. Cô chủ nhìn là biết nông dân rồi. Thân thiện. Rồi, ok. Nhớ tới đây nha mấy bạn. Mình up video nha. Đúng chất cái tem của mình là gọi là tem sàn nha mấy bạn. Sàn dữ dằn trên nào. Đó là em ở dưới xe á. Let's go, let's go. Bye bye mấy bạn, chúc mình dọc đường có gì hay mình quay cho bạn coi tiếp. Điện thoại đến từng nhà, yeah. Nhiều ngày rồi mình không về, không liên lạc được gì cả, yeah. Chỉ vỏn vẹn lại mảnh giấy. Đừng lo đêm này con đi chơi xa. Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh. Chạy con xe anh chở em trong trần, mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh. Mình ngủ một giấc mà không cần báo thức. Giờ nào mà khi anh đang trong ca trực, em thì đang lo ngày mai giảng đường. Ôi những thứ chán trường không tèo nào hao hức. Mình rời thành phố chật chội náo nức, nơi mà cả biệt thự cũng làm ta lao lực. Mới như con đường xa làm anh thấy rào rực. Muốn đưa em đi trốn đến tận cùng trái đất. Anh chẳng cần biết là ngày nắng đẹp rạng ngời, hay gió về hay bão táp mưa rơi. Ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời. Thì theo anh đi trốn em ơi. Chẳng muốn sống đời vẻ vang, đừng lên voi xuống chó danh vọng hoặc bẻ bàng. Chỉ muốn em mà với nhau qua ngày tháng, hè suối cầu nước mát lửa hồng khi đông sang. Nhưng ta càng lớn càng không có sức để phòng thủ. Đời cuốn sâu ta cả khi ta trốn trong phòng ngủ. Âu lo theo về dù ta đã khóa 3 lần cửa. Trốn đi không đợi giết ta lần nữa. Em ơi đi trốn với nhau, kệ vòng xe đó đưa mình đi tới đâu. Kệ cho nắng cháy cho bụi phủ vai gầy, kệ cơm kệ áo kệ no đủ mai này. Sau lưng là bụi trước mặt đường chân trời. Mình kệ những luật lệ mà mình thường vâng lời. Đời nói mình vô trách nhiệm có vẻ không ngoan. Ui thì một lần mình là trẻ không ngoan. Anh chưa từng lên kế hoạch cho cuộc đời anh, sẽ là mây đen kéo đến hay trời ngời xanh. Nhưng nếu em muốn thấy chân trời mới toanh, thì em ơi đi trốn với anh.
nhiều hơn bầu không khí, bớt đi những mệt nhoài, cuộc đời đó được mấy, mình đi những sớm mai, em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh, chạy con xe anh chở em chồng chàng, mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh, và sẽ là những bình minh không có tiếng chuông báo thức, và tất cả điều đó làm anh thấy hào hứng. Em ơi đi trốn với anh, cùng chân em ơi đi trốn với anh. Em ơi đi trốn với anh, biết mấy là yêu cho người sẽ mấy thời gian cho vừa. Thì yêu ta mơ về nhau. Để thấy lắm lúc lòng mình nghe nhiều khi muốn đem hết tất cả để mà đi. Một lần mình sống như những đứa nhóc không nhà, sống sẽ ở một nơi xa. Nó người thấm khi mà ta vẫn còn chưa biết sẽ phải làm sao đối với cuộc đời mình, khi mà ta vẫn say sưa viết mà biết không ai sẽ thuộc lời mình. Nhưng khi nó còn là vô bổ, mấy thằng đi mà thô lỗ, rap tới khi mà khô cổ với đám bạn làm solo, có mấy thằng bị xô đổ, bị cơm áo về khô cổ khi là nhà còn. Hello. Bây giờ chị qua chưa? Qua rồi, chị chạy vô Bình Sơn đi. Tôi rồi có Bình Sơn rồi, tôi gửi Bình Sơn đó, thì tôi lấy. Rồi, gửi ở Bình Sơn đi, gửi Bình Sơn đi. Rồi. Gửi nhà ông gì vậy? Gửi nhà ông gì vậy? Nhà ông Hai Khởi á. Nhà ông Hai Khởi đúng không? Ừ. Rồi, rồi. Trong thời chưa tiết biết, nói với bản thân không được buồn, không được buồn. Sáng ngày lên đường xem lăng liệt xuống góc trường. Tạm chấp nắng vàng và hàng bị buồn nước mưa. Nếu không biết lòng thì nếp mình dưới bóng cây. Mình dễ luôn yêu đời là chỉ dài mới dành tay. Xuống bắt đầu nằm và nghỉ ngơi, nhạc của mấy thằng già cỗi nhưng vẫn không thôi mơ.
bao giờ những cuộc phiêu lưu đang bị gọi. Ta thường hay chớp thời cơ, đợi những ngày trống trải ra biển ngồi để vớt lời thơ. Có khi trong nắng vàng và có khi trong trời mưa, mất bao lâu để mình chấp nhận mình khác. Má đây đóng đồ ăn của ta. Lớn lên từ nhiều va vấp mà đã vấp và va thì phải chạy da chóc vẫy có đầy ca sốc nảy nhiều đêm nằm nghỉ nên mãi gầy cũng đã bớt đi nhiều mong ước ngày xưa viết nhiều năm nữa giờ lại nghĩ về nhiều năm trước chẳng có gì phải nghĩ cũng chẳng muốn phải nghĩ gì nhiều hồi đó cũng chỉ vì liều lên đến chỗ đây chữ con nước ngày trước ngày không ai nghe giờ thì ngại làm fan thất vọng và đó là điều dễ hiểu họ và mình cũng đang cất giọng cũng khang mất giọng đôi khi lo sợ tan giấc mộng vẫn chỉ là thân cây đó nhưng khu rừng đã lan rất rộng trong rừng có nai có thỏ có sói có hổ và rắn có loài dầu đổ bim leo có loài nhảy bộ vào cắn có loài không nói có loài thừa nước đục thả câu miệng thì cười tay thì bắt dao thì cài trên ngực đã lâu rốt cuộc chỉ là cuộc vui hết vui nhờ ai nấy về rốt cuộc tin vào bản thân trước khi tin là ai đấy thề sống có khúc người có lúc chỉ cầu một chút vui nếu như đây là một cuộc đua ta xin cho phép mình rút lui goodbye baby. Ta cũng nghĩ mình thật to tát đến khi đợi cho cái tác to những điều mày tưởng mày biết hết thật ra chỉ là được phát cho họ nói mỗi người một hạt cát nhưng có hạt cát nhỏ hạt cát to so với chính mình ngày hôm trước đừng lấy cuộc đời người khác đo cũng chỉ là chút le lói rơi vãi từ cái giếng trời con cũng là con cá nhỏ rồi trở thành một miếng mồi ngon chỉ vào một mớ bong bong ngày nào chợt nhớ dòng sông đang chạy vào cái xóm của người ta nha này cái xóm chắc của người dân tộc á mà đường đây hơi xấu không đã bằng đường nãy đường đi tưng quá nói giờ nó bụng quá mà chạy vào đây chắc không có gì ăn quá không anh mình đợi là không biết anh mình kiếm gì nữa. Vậy? Dạ. Coi có đúng không? Thấy đường kỳ quá vậy. Đường xấu quách à? Đường gì xấu quách? Mà đúng rồi á. Còn 55 cây nữa. Chống lưng chúng lưng rồi tới cách 70 cây không ta? Nó như tà cô thôi phải không? Ừ, nó uổng rác người luôn. Mà dưới đường này toàn là dân làng không à. Không có ai bán gì ăn á. Chạy vòng đi có gì ăn không có gì ăn kiếm ăn nha em ăn dừa hay vậy anh luôn có ngồi nhưng làm khỏe có được quốc tự đen không từ chối món gì á được bụng quá đường tới phút này thấy đẹp đẹp đường nào mấy bạn nãy đường kia sống quá xấu rồi ông anh mà không chạy chiếc đó không chạy dữ quá mình không kịp nên thôi kệ cho ông chạy đãi thì mình chạy theo cách của mình không dí theo ông. Hên là đường láng á.
nãy mình mới vô mình thấy cái đường mình thấy người hãy tới rồi. Ông anh mình mới thắng lại sạc đường coi đúng đường hơn hơn nhìn cái đường mới ghê quá. Ở đây ta bán dâu cũng nhiều. Câu chuyện của chúng ta bỗng có thêm một miếng bi hài vì cách mà em gọi anh không có u và thiếu y dạ. Vì sao? Dạ có điều nhỏ nhoi thôi, cho là có cái gì hết, không tấm xương bị giả thôi là chụp thiên hạ. Nỗi buồn vàng rực cũng như là chứa đồng thau hết, như là Beckham và em chỉ giỏi cửa lòng nhau. Hé cửa sổ ra mà xem, có một chàng thi sĩ đứng ở ngay nhà em, viết nhạc tình mát mộng tựa như cây cà rem. Anh ta sẽ đứng ở nơi đây cả đêm. Trên những tán cây nở rộ những đóa hoa, có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm. Tìm hoài tìm mãi nên quên lời. Hồi đó anh rụt rè như đám cây mắc cỡ, bên em mà anh này hộp tới mức gây tắc thở. Ta đều không biết có điều gì sao đám mây sẽ lỡ. Mình chạy xong huyện Mai Sơn nha. Giờ tới huyện gì mình không biết luôn. Mình cái tập đi làm nhà bảy về nè. Giới nhưng mà lại trốn nhau. Biết về thà nghỉ chơi từ lúc mới chớp đầu. Người đi tìm cái người đi trốn, người đi trốn cái người đi tìm. Tình yêu từ những ngày xưa đã ngủ quên dưới tán cây yên bình. Có ba cái cây trong một cây vườn. Trên những tán cây nở rộ những đóa hoa. Có hai đứa nhóc đang chơi trốn. Những giấc mộng non như tán lá cây xanh biết che đầu. Tình yêu thật ra đơn giản như là một cái bánh bao chảy. Đây là đèo chẹn nha mọi người. Người đã đến vui đây như giờ. Chạm lên trăng. Còn cháy nồng. Nhiều đêm trăng xóa bay. Lòng như cơn gió đầu mùa. Yeah. Em vào đời từ cao tầng, còn anh vào đời từ mái lá. Thế nên những điều anh mong cầu không
bao giờ là thái quá. Những thứ anh làm thật đơn giản nên không ai được đánh giá cao. Vài người thương ngắn ngày sáng rồi lại chơi bay một cả nào. Giống như con người anh dễ nắm bắt và dễ chịu. Bài hát này không sâu xa, rất dễ nghe và dễ hiểu. Anh không có nhiều lưu ý, anh cảm thấy mình dễ chịu. Đây không phải là nhạc buồn, đây là thứ nhạc để chiêu. Em vào đời bằng náo nhiệt, anh vào đời bằng âm thầm. Em đi tìm nốt thăng hoa, lòng anh lại là âm trầm. Em đi tìm lời vũ thị, anh đi tìm tiếng guitar. Em đưa anh vào trong náo nhiệt, anh lắc đầu và đi ra. Em vào đời bằng vang đỏ, anh vào đời bằng nước trà. Bằng cơn mưa thơm bụi đất và bằng hoa dại mọc trước nhà. Em vào đời bằng kế hoạch, anh vào đời bằng mộng mơ. Lý trí em là công cụ, còn trái tim anh là động cơ. Em vào đời nhiều đồng nghiệp, anh vào đời nhiều thân tình. Anh chỉ muốn chân mình đạp đất, không muốn đạp ai dưới chân mình. Em vào đời bằng mây trắng, em vào đời bằng nắng xanh. Em vào đời bằng đại lộ và con đường đó dầu vắng. Xa quá, lắm lúc hai mình lẻ loi. Người đã đến, vui đấy, nhưng rồi cũng đi. Chạm lên trái, tim thấy cơn mưa còn cháy nồng. Nhiều đêm trăng xóa bay, lòng như cơn gió đau mùa. Đường xa quá, lắm lúc hay mình lẻ loi. Người đã đến, vui đây, nhưng rồi cũng đi. Chạm lên trái, tim thấy cơn mưa còn cháy nồng. Nhiều đêm trăng xóa bay, lòng như cơn gió đau mùa. Đường cua dốc dữ quá bạn ơi. Nãy giờ ăn cua không cũng chóng mặt nữa. Gà kìa, bạn ngăn mẹ đi. Ủa đây cũng có bạn pizza đó, đúng trời. Ở đó cũng có bạn pizza đó các bạn, dễ thiệt. Xe quá. Ủa, mấy cái nhà là nhìn đúng chất chân tộc. Đây thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại. Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu vết đôi môi. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua. Anh sẽ biết quay trở về với những ngày hôm qua. Em mà bao lâu qua một tiếng anh đang ở nơi xa. Xanh như hồng nghe nè các bạn. Chỗ mấy nước ơi. Một tầng mây khác riêng hai chúng ta. Thời gian cứ thế nhẹ trôi. Sau em vài lần liên tiếp đêm kéo những mộng mơ. Nếu anh còn sâu mắt đen chẳng được ta bước cùng nhau. Như trước phim lưu trong kia. Nghĩ chứ mọi người, đẹp quá. Nghĩ mệt xíu rồi mấy bạn. Còn 3-52 cây nữa tới. Hồi sáng giờ tụi mình chạy đúng 100 cây luôn á, không ngừng nghỉ á. Chạy đúng 100 cây luôn. Giờ nghỉ mệt xíu nữa quất. Quất tiếp. Mà giờ nó bụng quá. Giờ mà có 41 cơm sườn bị chả chứ. Lầm cúp. Vô mấy cái mảng này, coi người ta có mảng không? Chúng mình vô nhà dân hỏi có sườn bị chả trứng không? Có sườn bị chả trứng thì ấy. À quay luôn à. Đó. Ban
đi mua lương thực bổ sung. Này mấy em nhỏ đi học mới về. Nước này nè, thứ canh tươi gì nè, uống cà nè, uống miếng bánh rồi thử coi. Nghỉ uống nước xong xuôi, anh em chúng tôi chạy tiếp. Còn 39 cây nữa tới nè. Tôi đã thấy 32 người ta giờ lên 39 rồi. Đây là cái làng của người ta. Chết mình mẹ mình quên kéo cái ớt hình. Làm gì cái kỳ. Thôi là kiếm cái đường. Yeah.
Nguyên vậy? Nguyên sao? Có khúc má nên cả não không ngừng rồi. Cái dốc không à? Chạy được một xíu mình dừng chân lại nữa các bạn. Các bạn thấy khung cảnh đây sao? Quá tuyệt vời luôn. 63 đặt chân luôn nha. Để quay cảnh cho các bạn coi một xíu. Đó, tôi sẽ tập trước luôn các bạn ơi. Ông anh không cản tôi là tôi làm như vậy trước này rồi. Tôi lâu đi làm trước cái đó thì tôi chết rồi. Cảnh hùng vĩ quá, đẹp quá. Nước trong này chắc ngắm cái sông Đà quá. Mình không biết à, mình không biết mình nói đại nữa. Có điện chửi này nè. Cảnh đẹp quá. Nhờ. Ôi trời ơi. Ok. Rồi bây giờ lại mình chụp cái tấm ảnh chiến chiến trước coi. Còn mình chạy tiếp. Bây giờ 5 giờ chiều rồi. Mình còn 17 cây nữa là mình tới điểm đến. Cảnh đẹp quá các bạn ơi. Mình cũng tranh thủ chạy để trời sập tối xuống chạy mấy đường đèo thì nguy hiểm lắm. Hết pin rồi, còn nhiêu mình quay hết cho các bạn coi luôn. Thấy hay cho mình một like, đăng ký nha. Thịt lạnh đen ăn cũng ngon lắm á. Ủa cái dốc này ghê quá. Xe mình hè không nè. Cái dốc quá trời, cái dốc luôn rồi. Ơi, anh em mình kiếm được cái quán cơm ven đường rồi. Giờ anh em mình vô quán tô cơm mới nữa. Bây giờ mình còn cách Tà Xù 11 km nữa. Bây giờ mình vô mình ăn cơm, mình bằng bạc mình kiếm cái khách sạn. Mình kiếm cái khách sạn cái rồi mình tính tiếp. Trước mắt là phải có thật mới giật được đạo được anh em ơi. Giờ lượm trước, lượm cơm trước đi. Đây là quán cơm.
Thôi chừng nào cơm ra mình quay ra coi cây nó có khác lạ gì không nha. Đây. Ok lắm. Cơm tới, cơm tới bạn ơi. Quá ngon. Có 200 ngàn à trời. Có 200 ngàn mà nhìn cũng ok phết. Trời ơi, thịt bò luôn hả. Rồi còn món canh nữa, ăn như cơm nhà vậy á. Ngon á, ngon á. Nhìn chiến người ta phải ăn món tàu hủ nè. Quá ok. Thôi mình bước nha mọi người, mình đói bụng quá. Ai hút thôi. Chào anh em, chúc mình tới hôm tây mình quay cho anh em coi tiếp nha. Ăn uống xong xuôi rồi anh em mình xuất phát tiếp nha. Ơi xịt mén. Mới đầu mình tưởng đâu là chạy đường này là đường trung tâm thị xã chạy lên Tà Xù. Ai ngờ đâu phải là như vậy đâu. Gian nan mới bắt đầu nha mấy bạn ơi. Và đây là mình bắt đầu cuộc chiến nha các bạn. Đường lên Tà Xùa, quẹo vô một con hẻm và mình chạy bắt đầu lên đỉnh núi của Tà Xùa. Quá là dốc luôn rồi. Xe mình nó è không luôn. Đó, xe anh Khương mạnh quá. Chạy theo sau mấy chiếc xe tải này, một là giữ khoảng cách, còn hai là phải vượt qua nó nha mấy bạn. Tại vì nó chở đá nặng tấn dữ lắm, nặng ký lắm. Khúc này thấy nó thắng lợi nhường đường cho xe qua nên mình với ông anh mình cũng tranh thủ vượt qua nó luôn, chứ chạy theo nó nguy hiểm lắm. Trong cái Google á, nó quay cái cảnh mấy bạn nhìn còn sáng sủa vậy thôi, chứ ở ngoài này thật á, là nó tối hơn nhiều nha. Phải công nhận là để mấy cái anh chạy xe tải lớn vậy chứ. Chiếu mà chạy như bão cá phong bà, phải tách vô lề né luôn chứ đang chạy ghê quá.
dốc toàn là dốc thẳng đứng không nha mấy bạn. Rồi xe mình chạy lên cứng ga luôn đó, mà nó có 39-40 thôi chứ nó không được lên nữa đó. Mấy bạn nhìn vô cái đồng hồ xe mình thì mấy bạn không biết, không có lên được nữa, e không luôn. Từ cái quán cơm mình ăn tới cái điểm mình ngủ là chỉ cách của 11 cây thôi, mà mình mà mấy bạn thấy cái đoạn đường rất là khó khăn không, chạy rất là lâu mới tới điểm đến để ngủ. Lúc này là mình hơi quéo quéo rồi nha mấy bạn. Trời thì tối thui mà không có người, không có xe, không có nhà. Ghê lắm, nhìn cái khung cảnh này giống trong phim lắm. Không biết lúc này vợ mình ngồi ở sau có quéo không, chứ mình càng chạy lên cao mình càng quéo rồi. Tay nó lạnh quá trời lạnh mấy bạn ơi. Với cộng thêm cái khung cảnh nữa, thật sự quéo. Giờ mà cho tiền mình chạy lại cái đường này vào cái thời gian này mình cũng không chạy đâu. Nó rất là ghê. Tại tụi mình ý y thấy có 11 cây thôi, chạy chừng 20 phút là tới chứ gì. Mà không có ngờ là cái đường nó dốc quá dốc nên trời tối thôi. Cũng hên là nhờ hai cái đèn trời sáng nên thấy đường mình chạy, chứ qua cua khúc cua là đâu có thấy đường lý gì đâu. Còn cái đèn riêng của chiếc SH này nó luôn câm mà. Mấy bạn nhìn trên cái điện thoại của mình á, nhìn cái con đường của mấy bạn cũng hình dung ra được nó kinh tởm như thế nào rồi. Nhìn nó như con rắn vậy, uốn lượn tùm lum tà la mà dốc cao không. Mấy bạn nhìn hai bên xung quanh đường đi thì nếu mấy bạn thấy đâu có nhà cửa, đâu có gì đâu. Nhà thì lâu lâu có cái mà thấy cái khu nó thùi mà nó không dám nhìn vô nữa. Chạy tới khúc này thì thấy bản đồ nó chỉ cũng gần tới rồi. Thấy cũng có xe người dân ở trên đỉnh người ta chạy xuống nên mình cũng yên tâm. Mình thì chỉ sợ bản đồ nó chỉ lạc đường thôi. Và cuối cùng mình cũng thấy được cái bảng xanh chỉ dẫn chỉ đường lên Tà Xùa. Hên là mình tụi mình đi đúng đường nha. Trời ơi, nãy chạy mình run quá nha các bạn ơi. Mà tưởng đâu lạc đường, mình cứ lên chạy tiếp mình lên cái đỉnh này. Khách sạn rồi. Hồi nãy chạy là cái đường mình không có một đúng người luôn. Áp lực cái ghê chứ. Mà hên thì cuối cùng cũng đến, được cái trải nghiệm đã luôn.
cách đây mình coi cái bản đồ. Oh my god. Cuối cùng cũng tới nha mấy bạn. Ủa nó nằm đâu anh Khương? Dạ. Vô. Không biết sáng nay có mây để cho săn không nữa. Mà nhìn giờ trời sương mù không à. Ông anh mình đang làm cái quần què gì mình cũng không biết luôn. Sương khói nó bay dèo dèo. Ghê thiệt chứ. Dục quá bản thân. Giận mình. Thôi mình tắt ra, chúc mình vô khách sạn mình review coi nó làm sao. Bây giờ chúng tôi đang nghiên cứu về cái khách sạn này. Tại vì nó che màn không à, không biết phòng ốc ra sao. Để tôi xông thẳng vô trong coi. À, chỗ cà phê này ok nè. Chỗ cà phê đẹp hết trời luôn đó. Chỗ nào chỗ nào cũng đẹp như chỗ nào thôi anh ơi. Mỗi cái nó có một cái đẹp khác nhau. Dưới đây nó có ăn uống luôn nè anh ơi, thuận tiện anh ơi. Nè ăn uống nè. Em muốn chơi đây. Chưa chắc ở trên kia nó đã ngon bằng ở đây. Lắm à. Dừng chân ở đây. Còn làm video cho mấy bạn coi nữa. Chạy chi mà chạy hoài. Hỏi hả? Thơm thay bản gió. Vô hỏi kìa. Hỏi đâu trời. Em hỏi còn phòng không? Phòng săn mây, săn view gì đó. Dạ. Hết rồi hả? Hết phòng rồi. Vậy là bây giờ không còn phòng nào luôn. Dạ. Chết mẹ, vậy mình phải đi lẹ lẹ lên nữa. Hết phòng rồi mấy bạn ơi. Vậy là chỗ này nổi tiếng lắm rồi. Vậy mà ông anh mình còn chơi tới chơi lui nữa. Tàn nhẫn vậy. Hết phòng rồi. Hết phòng, hết phòng. Hết phòng rồi, vậy mà ông anh tôi còn chê tế chê lui nè. Có chỗ nào dữ hơn không ta? Chỗ nào dữ hơn hả? Ở dưới kìa. Ở dưới nhà hàng hả, chứ không phải chỗ ngủ hả? Mình kiếm được phòng rồi nha. Phòng rồi. Tên là nhà của Táo. Mình có phòng đây. Cái phòng mình thấy hay không? Có đúng không? Nếu mà có mai chị thấy. Nếu mà có. Hình tôi đúng không? Đó là nhân phẩm rồi đúng không? Cái hướng thì vẫn phải hướng ra đúng không? Hướng ra này hết rồi. Ngày em mình cứ tạo riêng nghĩ. Cho em mượn tất cả căn cước của mình nhé. Tất cả. Em giữ một cái rồi. Ok. Đồ. Đây là trải nghiệm đầu tiên của mình nha. Đi nhận phòng mà đi vô cái. Đi xuống dốc núi, nhìn cái ghê chích mẹ luôn. Mà đi thử cho biết. Mình coi cái này review trên mạng nhiều lắm. À xuống nữa ư. Oh my god. Nè. Cái đèn đó. Cái đèn hả? Má ghê mày. Mở cửa nào. Con chó
cháu đi vào khóa giúp cô với nhá. Ừ, cái chìa khóa thì mỗi một phòng có cả cái khóa cổng luôn. Là tụi con bao khu này hả cô? Ừ. Sao tụi con đi đâu cũng bao khu với ta? Sơn, bao khu nữa. Của mình không à? Không phải còn bao khu không ta? Ok, cái đường thì đi bộ xuống xấu nhưng mà xuống bắc là thấy đi. Ở đây đẹp các bạn. Đồ, kim mọc thị quả thổ luôn. Đi từ nha em. À, đi đó tàu đèn sát cái đó. Nào, giải ra ngoài anh vô ơi. Chạy lên, xong chạy lên. Đây, mình review, dạ, dạ. Mình review cái phòng của mình nha. Ok, cảm ơn cô. Đây, phòng của mình đây. Dạ. Con mới ăn, con mới xuống con. Phòng của mình nè các bạn. Rồi, đi lấy xe nè. Phòng nhỏ gọn, tiện nghi. Sáng ra ngoài đây. Xanh view luôn. Tôi lần đầu tiên cuộc đời tôi biết ở cái hôm thay là gì nha mấy bạn. Cameraman này nó chỉ tôi quay mà nó mặt nó nhăn nhăn quá. Tôi thích quay sao kệ người ta. Một like, không thích thì hai like. Thôi mình đi lấy đồ nha mấy bạn. Đi lấy đồ. Ui, cả nó nguy hiểm ra. Nắm đầu anh gì ra coi. Thôi mình đi lấy đồ. Ở đây có một gia đình đang xào xáo nha. Clip này mình đăng lên luôn. Cô nói gì cả? Là sao cô nói vậy? Dạ. Sau khi mình tải đồ xong thì mình đi bộ xuống ôm đồ vô phòng ngủ nghỉ. Ngày mai coi có may không, sao may mà mình nghĩ không có may rồi. Trời nắng không làm sao có may được, phải có mưa mới may được. Coi cái đường đi xuống phòng trọ này mặt quá. Đi tiếp. Đúng chắc leo núi rồi mấy bạn. Leo núi kinh khủng thiệt mà cái đường nguy hiểm lắm. Cái đường thấy ghê lắm. Đúng rồi, phải có tuổi trẻ, có cái nhiệt huyết để dám đi thôi chứ. Lớn tuổi thêm xíu nữa là thua. Đây là hai con mắm. Hai bà thím đang đợi mình để ôm đầu xuống. Ngồi nạnh mình ôm đầu xuống chứ không ai ôm. Đây là hành lý của mình. Đi, thôi mình đi nha mấy bạn. Mà quá mấy bạn ơi, đi phượt chiếc này về. Lên tạ luôn. Cứ đi đâu là giác hai cái ba lô theo, đi đâu là giác hai cái ba lô theo. Nhìn quá trời đậu. Nhìn cũng thơm mộng á, phòng ông anh của mình bên này nè. Mình chọn phòng bên này cho gần nhất. Đây là vợ của mình xách hai tụng đen xuống. Đó, giờ ông đi tới đâu thì chiếu tới đó. Thôi mình tắm rửa nghỉ ngơi đây. Xíu có tiết mục gì hay mình quay cho bạn coi tiếp. Khách sạn thì đơn giản cũng vậy thôi. Nhưng mà được cái view vực thẳm. Cái view vực thẳm với săn mây, không biết có mây không để săn. Thì thôi mất nét hoài ta.
Ok.